Tập 3. Phó sư huynh, thả hai chúng ta ra đi. Phó sư huynh, hay là có hiểu lầm gì rồi? Huynh xem, đều là người mình cả mà. Phải đó, đồng minh bao nhiêu năm rồi, không cần phải trói thế này đâu. Thả chúng ta ra đi. Ai đó? Tổ tiên bất túy của ngươi đây. Lên. Biến đi. Chờ gì nữa, chạy mau. Tránh ra. Sông tiền hổ hạc. Đồ vô dụng. Người đã tới tay mà giữa đường còn bị kẻ khác cướp mất. Trang chủ bất giận, quả thật là do lão hồ yêu đó ra tay quá bất ngờ, chúng đệ tử không kịp đề phòng nên mới rơi vào bẫy của hắn. Không ngờ tên tạp chủng này lại liên thủ với Đồ Sơn để gài bẫy bổn trang chủ. Hồ tộc ở Đồ Sơn luôn ẩn náu ở những vùng núi xa xôi vắng vẻ. Nếu lần này đã muốn tự tìm cái chết thì bổn trang chủ sẽ tương kế tụ kế. Đi đi, thông báo cho Sơn Trang Phương Quyền, cứ nói là hồ tộc xâm lược, mau đến bắt yêu. Linh điệp của Yêu Tiên tỷ tỷ. Hai lão già hỗn hạc đang ở quán rượu. Tránh ra, tránh ra, tránh ra, tránh ra. Họ tộc đến xâm lược ngay ngoài chợ rồi. Mọi người hãy vào rừng chuẩn bị phòng thủ. Yêu Tiên tỷ tỷ cũng đến nhân tộc rồi. Không ngờ trong nháy mắt Kim Nhân Phượng có thể ngưng tụ sương mù thành trận đồ. Yêu Tiên tỷ tỷ, sao ngươi lại ở đây? Không nhận được thư sao? Hóa ra họ đang nhắm vào tỷ. Kim Nhân Phượng, theo vai vế, ngươi vẫn phải gọi ta một tiếng sư thúc đấy. Ông không đắc ý được lâu đâu. Chẳng bao lâu nữa, toàn bộ nhất khiến mình sẽ biết hết những hành vi ác độc của ông. Vậy à? À, phải rồi. Quên nói cho ngươi biết, ta đã mời người của Sơn Trang Phương Quyền đến canh gác bên ngoài. Còn bên trong thì sao? Đều là người của ta. Ta chắc chắn sẽ cứu ngươi thoát khỏi con hồ yêu này, rồi đích thân đón ngươi về Sơn Trang Thần Hỏa. Nhiều năm không gặp, quả nhiên độ bị ổi vô liêm sỉ của ngươi còn lớn hơn trước. Thế à? Năng lực của ta không chỉ có thế thôi đâu. Chết đi! Ngươi lùi lại, để ta lo.
Yêu Tiên tỷ tỷ, cẩn thận. Để ta giúp tỷ. Quả nhiên Kim Nhân Phượng đã bày trận trước, ngươi cứ ở yên đây. Ta không chỉ bày trận trước đâu. Không ngờ bay trận và thêm cả thực lực vào rồi mà vẫn không khiến Đồ Sơn Hồng Hồng thương tổn chút nào. Yêu Tiên tỷ tỷ, tỷ có sao không? Người biết sai chưa? Ta sai rồi. Sai ở đâu? Sai ở chỗ, sai ở chỗ ta không nên lừa tỷ làm tỷ giận, không nên lừa biến khi luyện tập. Còn gì nữa không? Còn rõ ràng ngươi biết Song Tiên Hổ Hạc ở quán rượu, sao vẫn còn đến để mạo hiểm? Bởi vì tỷ ở đây. Người sống vẫn quan trọng hơn. Ta lo tỷ gặp nguy hiểm, giết Song Tiên Hổ Hạc lúc nào cũng được. Nhưng thời cơ cứu người thường chỉ nằm trong nháy mắt. Năm đó, nếu ta đến sớm hơn một chút, có thể cha mẹ ngươi sẽ không chết. Đó không phải là lỗi của tỷ. Nếu ngươi đủ nhanh thì vẫn kịp xử lý Song Tiên Hổ Hạc. Gà nướng, gà quay, gà chảy nước miếng, gà luộc, gà băng băng, gà sốt dầu hành. Ta nói này, đã 4 canh giờ rồi, sao các ngươi chỉ biết được mấy loại gà đây thế? Viết tiếp đi. Chăm chỉ vào. Hạc huynh, còn cách làm gà nào nữa không? Không được thì thầm. Dân. Đại đương gia bảo ta giữ hai tên này trong vòng 2 canh giờ. Mà giờ đã là 4 canh giờ rồi, chắc là gần xong rồi nhỉ. Ông nội Bất Túy ơi, ông xem lại lần nữa đi. Hà Quân, hỏng rồi. Không chỉ có Kim Nhân Phượng muốn giết chúng ta, sao ngay cả yêu tộc cũng nhắm vào chúng ta thế này? Giờ chúng ta phải làm sao đây? Nói như vậy, quả nhiên Kim Nhân Phượng có liên quan đến sức mạnh hắc ám. Hắn có sức mạnh hắc ám, nhưng hắn không đủ sức khống chế sức mạnh đó để ăn mòn cây khổ tình. Vậy ý của Đại Đương Gia là phía sau Kim Nhân Phượng còn có người khác? Đúng vậy. Bây giờ hắn đang ở chợ của nhân tộc, phòng thủ của Sơn Trang Thần Hỏa đã lỏng lẻo hơn. Ta muốn nhờ ông tìm ra ai đang thông đồng với hắn. Đại Đương Gia yên tâm, cứ để lão hồ ly ta lo. Bây giờ Đại Đương Gia về Đồ Sơn phải không? Vừa khéo hai chúng ta thuận đường. Ta còn chờ một người. Chờ một người sao? Người nào thế? Liên quan đến hai tên tạp nham mà người bảo ta giữ chân ư? Vậy lão hồ ly ta cáo lui trước. Con khốn, giao thuốc giải của nước mắt thiên sầu ra đây, ta sẽ tha mạng cho ngươi.
không giết được Kim Nhân Phượng thì bắt nạt nữ tử để trút giận à? Hai người đúng là cặn bã của Nhất Khí Minh. Hay lắm tên khốn này, đây là do ngươi tự tìm đường chết nhé. Lần trước ở Đồ Sơn để các ngươi may mắn thoát được, lần này thù của cha mẹ ta, bao gồm cả những lần các ngươi từng truy sát ta, ta sẽ trả lại tất cả cho các ngươi. Các ngươi chính là những kẻ đã cướp đi hạnh phúc thuộc về ta. Con chỉ mong cả nhà bình an, cha mẹ sống lâu trăm tuổi. Hôm nay sẽ là ngày giỗ của các ngươi. Đây là gì thế? Đây là thuật bảo vệ của Đồ Sơn. Ngày mai người đến chợ của nhân tộc, nếu có chuyện ngoài ý muốn, pháp thuật này có thể giúp người chống lại sự tấn công từ kẻ khác. Với tu vi hiện giờ của người, chắc là vẫn kịp để chạy trốn. Tên tạp chủng, là để người chạy mất rồi. Ngươi mang hơi thở của linh huyết Đông Phương, ngươi là người của Kim Nhân Phượng ư? Hãy về nói lại với chủ nhân của ngươi. Hắn có thể đổi trắng thay đen, nhưng hắn không thể che giấu sự thật được. Mọi thứ mà hắn có bây giờ đều là đi trộm về. Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ bắt hắn phải trả giá, để hắn cũng phải nếm mùi bị chán ghét vứt bỏ, có nhà mà không thể về. Cha, mẹ, hôm nay con đã giết được Song Tiên Hổ Hạc, cũng coi như đã báo thù cho cha mẹ được một nửa rồi. Con còn lén trồng một cây hoa lan, nhưng nó chưa hề nảy mầm.
Nghe mẹ ta nói, trong sơn trang thần hỏa có một cây hoa lan được trồng từ khi mẹ ta mới sinh ra. Mẹ ta luôn nhớ đến nó, nhưng chưa bao giờ có cơ hội về đó ngắm nhìn. Đến khi ngươi giành lại được sơn trang thần hỏa, ngươi có thể ngắm nhìn nó thay mẹ của ngươi. Lần này ngươi đến chợ của nhân tộc không phải là để trả thù Kim Nhân Phượng sao? Tỷ cố ý để ta đi báo thù? Không phải, tỷ muốn dùng ta để dụ Kim Nhân Phượng ra, vì tỷ cũng muốn đấu với hắn. Cũng không ngốc lắm, nhưng bao nhiêu năm nay sơn trang thần hỏa và đồ sơn luôn nước sông không phạm nước giếng, sao tỷ lại làm thế? Tóm lại, ta không phản đối ngươi tìm Kim Nhân Phượng trả thù, nhưng ngươi không được hành động hấp tấp. Kim Nhân Phượng cũng là kẻ thù của đồ sơn. Ngươi cũng biết Kim Nhân Phượng từ một kẻ ăn xin đến cuối cùng là giành được linh huyết, nắm giữ sơn trang thần hỏa. Không phải người này có tu vi cao, mà bởi hắn có tâm tư sâu xa, vừa tàn nhẫn vừa biết nhẫn nhịn. Tỷ nói đúng, ta của bây giờ vẫn chưa đến bại hắn được. Chỉ khi đủ mạnh mẽ, ta mới có thể tự tay lột bỏ vẻ ngoài đạo đức giả của hắn. Dung Dung, nhị tỷ, tỷ lại đi tuần trong núi cả đêm à? Tỷ tỷ không ở đây, đương nhiên ta phải bảo vệ đồ sơn thật tốt. Ngày nào tỷ cũng ngủ chưa đầy một canh giờ, bảo vệ đồ sơn không một kẻ hở. Nếu tỷ tỷ biết được, chắc chắn sẽ rất yên tâm. Chắc tỷ tỷ và mọi người sắp về rồi nhỉ? Sắp rồi, trong mấy ngày tới này thôi. Đều tại cái thằng nhóc chết tiệt đó, mỗi việc đi thu nợ cũng không xong, lúc nào cũng lề mà lề mề. Cũng không biết ở bên ngoài tỷ tỷ có nghỉ ngơi tử tế không? Nhị tỷ, hay là tỷ về nghỉ ngơi đi, lát nữa đi tuần phần còn lại cũng được. Không được. Năm đó khi tỷ tỷ cứu chúng ta ra khỏi tay đại ma đầu, ta đã lập lời thề, chỉ cần là thứ tỷ tỷ muốn bảo vệ, ta nhất định sẽ thay tỷ ấy bảo vệ thật tốt. Ta không nói chuyện với muội nữa, ta đi tuần thêm mấy lần nữa đây. Đồ sơn của bây giờ thật tốt, nhị tỷ cũng có thể bảo vệ đồ sơn rồi. Hay, hay lắm. Ngươi bảo ta ở lại nhân tộc, nói là có chuyện cần làm, chính là đến khu chợ này ư? Yêu tiên tỷ tỷ, đến cũng đến rồi, cứ coi như về thăm lại chốn cũ với ta đi, không có lần sau nữa đâu. Không ngờ khu chợ này tấp nập hơn nhiều so với lúc ta còn bé, có nhiều cửa tiệm hơn, cũng có nhiều người qua lại hơn. Hồ lô ngào đương, yêu tiên tỷ tỷ chờ ta một lát. Mặt nạ đi, bán mặt nạ đây. Mặt nạ đi. Cô nương, có mắt nhìn quá, đây là mặt nạ bán chạy nhất ở chỗ của chúng ta đây. Cô có muốn thử một cái không? Sau này, có ngay. Của ngài đi, đa tạ. Yêu tiên tỷ tỷ đâu rồi? Người cũng thích mặt nạ đi à?
Thích chứ? Ngươi nghĩ tâm trạng hôm nay của bổn trang chủ thế nào? Thuộc hạ không dám tùy tiện suy đoán tâm trạng của trang chủ. Hôm nay tâm trạng của bổn trang chủ rất tốt. Mặc dù không tự tay bắt được tên tạp chủng kia, nhưng nhìn thấy linh huyết đông phương trong cơ thể hắn, sau này chắc chắn sẽ tìm được hắn. Ngươi nói có đúng không? Vâng. Kim Nhân Phượng, ta muốn xem là ai đã cho ngươi sức mạnh đó. Lần nào tỷ tỷ về Đồ Sơn cũng phải đến xem xét tình hình cây khổ tình trước. Những ngày ta không ở đây có xảy ra chuyện gì không? Mọi việc đều tốt, nhưng có một chuyện phải đợi tỷ tỷ quyết định. Chuyện gì thế? Theo phong tục của Đồ Sơn, cứ trăm năm lại tổ chức được kết duyên một lần, để những người của yêu tộc có tình cảm chân thật tới gốc cây khổ tình xin vũ hoa che chở tình duyên. Không lâu nữa là sẽ đến thời gian tổ chức bữa tiệc lần này, tổ chức đúng hẹn. Nhưng mà ta biết muội lo rằng khi đám yêu tộc đó đến xin vũ hoa sẽ phát hiện ra bí mật cây khổ tình bị sức mạnh hắc ám ăn mòn. Nhưng nếu lùi lịch tổ chức, muội nghĩ họ sẽ thấy thế nào? Ta hiểu rồi. Hay là tỷ tỷ cũng muốn kiểm tra một điều khác? Cây khổ tình giáng xuống vũ hoa cho những người thuộc yêu tộc có tình cảm, thúc đẩy kết duyên, mà những tình duyên này cũng sẽ nuôi ngược lại cây khổ tình, từ đó tăng cường linh lực của nó. Tỷ tỷ muốn tổ chức bữa tiệc lần này để có thêm nhiều kết duyên, nuôi ngược cây khổ tình, chống lại sức mạnh hắc ám từ bên trong, có đúng không? Đúng vậy. Ngoài ra, nghe tỷ tỷ gửi thư nói đã cử trưởng lão đến Sơn Trang Thần Hỏa điều tra, đã có tin tức gì chưa? Tạm thời vẫn chưa. Rốt cuộc xảy ra vấn đề ở đâu? Tại sao đã luyện nhiều lần thế rồi mà lại phản tác dụng ngày một nghiêm trọng hơn? Yêu Tiên tỷ tỷ, chuyện gì vậy? Đây là... Đưa tay cho ta. Tại sao lại vội vã muốn thành công? Ta muốn mau chóng luyện dương phim thuần khiết lên một tầng cao hơn.
Chỉ có vậy thì khi gặp lại Kim Nhân Phượng, ta mới có thể chống lại được hắn. Dục tốc bất đạt, tu luyện dương viêm thuần khiết cần điều động linh huyết toàn thân, vốn đã là chuyện cực kỳ thách thức huyết mạch. Nếu ép buộc đột phá sẽ chỉ tổn thương đến tim mạch, tổn hại cơ thể. Nhưng mà đừng nóng ruột, lần này đã loại bỏ được một phần cánh lông phủ của hắn. Cứ làm từng lần một, rồi sẽ có lúc diệt trừ tận gốc hắn. Lần sau đừng để ta thấy người hấp tấp nữa. Dân xem ra muốn nhanh chóng tăng tu vi thì phải nghĩ cách khác thôi. Gậy Định Hải Vàng Yêu hướng về. Ngày trước Tam thiếu gia Ngạo Lai đã dùng nó và tra giới hạn trong ngoài vòng tròn. Gậy Định Hải mô phỏng chân thực như thật thế này, cậu tìm được ở đâu vậy? Bỏ ra tâm huyết, bỏ ra thời gian thì tỷ cũng sẽ gặp may thôi. Nguyệt Sơn ngoan, cậu vẫn muốn học một số thứ về thứ nhất trường ma, có phải không? Em là ngoài những vấn đề trước đây ra, tỷ còn phải tốn thêm chút thời gian nữa cơ. Cậu muốn cái gì tôi mới chịu đưa Gậy Định Hải cho ta? Giúp ta luyện thức thứ nhất trường ma lên một tầng cao hơn. Đây là Tam thiếu gia Ngạo Lai, người mạnh nhất yêu tộc đó, biết bao nhiêu người giành giật còn chẳng có được. Tiểu không muốn thì thôi. Khoan đã, chốt kèo. Tam thiếu gia Ngạo Lai chính là ngài ấy. Trên đời này chỉ có ngài ấy mới đẹp trai được thế này thôi. Và những phép thuật khác của Đồ Sơn vậy. Nhân tộc, Hồ Liên Hoang ở đâu ra mà dám làm càn ở Đồ Sơn? Nhân tộc đáng căm hận, mau thả ta ra. Ngươi không biết ta à? Nói thế thì ngươi chính là con hồ ly trắng được nhặt về hả? Ta biết ngươi từng bị nhân tộc ức hiếp, ta khác với những người của nhân tộc khác, sau này nhớ phải khách sáo với ta đấy. Nhã Nhã tỷ, nhớ sắp xếp sẵn thời gian nhé. Nhã Nhã tỷ, tên nhân tộc này Tam thiếu gia Ngạo Lai dùng Gậy Định Hải và tra giới hạn trong phần ngoài vòng tròn, đúng là đại anh hùng hiếm có. Lần này ngươi cố ý tới tìm ta là muốn ta ngăn cấm nhân tộc đi lại trong Đồ Sơn à? Đại đương gia, Đồ Sơn là nơi sinh sống của hộ tộc chúng ta, vốn không nên để cho nhân tộc đến đây, càng không nên để mặc cho chúng làm sằng làm bậy. Nhân tộc trong Đồ Sơn chỉ có mỗi mình Nguyệt Sơ, bởi vì ngày xưa ta từng sống ở chỗ nhân tộc, biết rõ bọn họ gian trá xảo quyệt, ai nấy đều vì ham muốn cá nhân mà chuyện gì cũng làm ra được, quả thực còn hung ác tàn nhẫn hơn cả sói. Yêu tiên tỷ tỷ, yêu tiên tỷ tỷ vừa mới nướng xong, thơm lắm luôn. Ở đây không còn việc gì của ngươi nữa, ra ngoài đi. Ta chỉ nghe nói tới kẹo chó chứ chưa thấy kẹo hồ ly bao giờ đâu. Ngươi nói ai đó? Ngươi nói xem ta nói ai. Tất nhiên là ngươi rồi, đem xuống đi. Ta không mang đâu. Yêu tiên tỷ tỷ vừa mới nướng xong đó. Vậy ta đi đây, yêu tiên tỷ tỷ. Đại đương gia, người nhìn hắn xem, ở trước mặt người mà còn vô lễ như thế, nữa là khi đối mặt với hộ lý nhỏ khác. Đã vậy thì ngươi canh chừng hắn giúp ta, nếu hắn làm chuyện gì không thỏa đáng thì bàn sau. Dân ạ, đa tạ đại đương gia.
dám tranh giành ưu tiên tỷ tỷ với ta, về ta sẽ phạt trụ lòng của người. Nguyệt Sơn, ngươi lại làm món gì ngon đấy, biến đi. Đừng mà, đáng bực đấy nè, cho ta ngửi cũng được, đừng cướp cho ta. Đưa ta xem nào. Bí kíp yêu pháp. Đô Thương, ngươi chăm chỉ thế này từ bao giờ vậy? Không đọc truyện ta đem từ nhân tộc về cho ngươi, mà lại đọc bí kíp tu luyện cơ. Ngươi mau trả lại cho ta đi. Trả cái gì? Không trả. Vậy bí kíp hay thế này cho ta mượn đọc đã. Trả cho ta. Vun đắp tình yêu cần không ngừng thay đổi, hoàn thiện bản thân. Phải học nghệ thuật yêu, học cách giao tiếp, học cách trưởng thành. Cái gì không vậy trời? Biểu hiện khi ái mộ một ai đó. Biểu hiện thứ nhất, ghen tuông. Cũng có nghĩa là sẽ cực kỳ không vui khi nhìn thấy người kia ở bên người khác. Biểu hiện thứ hai, thường xuyên bất giác nhớ tới người kia. Biểu hiện thứ ba, vô cùng quan tâm tới tin tức của người kia. Ưu tiên tỷ tỷ. Chắc không phải đâu nhỉ? Một cái đuôi nhỏ như mình, lẽ nào kịch giả tình thật trở thành sự thật rồi sao? Cô làm tỉ mỉ vào. Ta đã mong chờ bữa tiệc kết duyên này lâu lắm rồi. Bất cứ chi tiết nào cũng không được qua loa. Lưu Thương, làm long trọng quá vậy. Bữa tiệc kết duyên này quan trọng đến thế cơ à? Tất nhiên rồi. Tiệc kết duyên trăm năm mới có một lần, là ngày lễ quan trọng nhất của yêu tộc bọn ta. Đến ngày hôm đó, tất cả yêu đực đều sẽ đến đây để xin vũ hoa. Yêu đực đến xin vũ hoa à? Thế yêu cái thì sao? Yêu cái à? Dĩ nhiên là nhận vũ hoa rồi. Chỉ có hai con yêu thật sự yêu thương lẫn nhau mới xin được vũ hoa, được cây khổ tình che chở thôi. Nhân tộc có xin vũ hoa từ cây khổ tình được không? Cây khổ tình này là cây thánh tình duyên của yêu tộc bọn ta, cho đến nay vẫn chưa từng có nhân tộc nào xin được vũ hoa. Có điều tự dưng ngươi lại hỏi chuyện này, chẳng lẽ là đã thích yêu nữ nào rồi à? Biến đi, đừng đoán bừa. Ý ngươi là Nguyệt Sơ đang nghe ngóng chuyện nhân tộc xin vũ hoa? Đúng vậy, hắn là nhân tộc, dù gì cũng không đồng lòng với yêu tộc chúng ta. Tiệc kết duyên không phải chuyện nhỏ. Ta lo rằng hắn có ý đồ xấu nên mới đến báo cáo cho đại đương gia. Ngoài chuyện đó ra còn gì khác không? Hết rồi ạ. Biết rồi, người theo dõi tiếp đi. Dân, ta nhất định sẽ không phụ sự tín nhiệm của đại đương gia. Vốn định để quá tiếp xúc với Nguyệt Sơn nhiều hơn, khóa giải khúc mắc với nhân tộc. Không ngờ tâm ma của hắn lại sâu đậm đến vậy. Muốn phá giải vẫn phải phụ thuộc vào bản thân hắn. Nhưng tại sao tên nhóc kia lại muốn nghe ngóng chuyện nhân tộc xin vũ hoa? Ngươi cũng thích chiếc mặt nạ này à? Yêu tiên tỷ tỷ, vô duyên vô cớ, sao cứ nhớ tới tỷ ấy suốt vậy?
Lát nữa gặp Yêu Tiên tỷ tỷ, câu đầu tiên ta sẽ nói: Yêu Tiên tỷ tỷ, nghe nói dạo này tỷ không khỏe, nên ta cố tình ghé thăm. Không được, nói thế khách sáo quá. Yêu Tiên tỷ tỷ, đây là canh gà ta mới mua đồ về hầm rất kỹ. Nói thế cứ như thể nhấn mạnh tiền bạc ấy, nên nói sao đây? Vào đi. Đến đây. Buổi tối này rồi, tìm ta có việc gì? Yêu Tiên tỷ tỷ, canh gà, người có lòng quá. Nhưng mà trước buổi tiệc kết duyên, ta phải chay tịnh, ta không uống canh này được. Ngươi mang về đi. Dân. Yêu Tiên tỷ tỷ, ta tìm tỷ có việc quan trọng. Lần trước Kim Nhân Phượng thất thủ, chắc chắn hắn sẽ không bỏ cuộc đâu. Ít hôm nữa Đồ Sơn sẽ tổ chức tiệc kết duyên, khi đó sẽ có rất nhiều yêu tộc bên ngoài đổ về đây. Ta lo lắng rằng hắn sẽ thừa cơ trà trộn vào, gây bất lợi cho Đồ Sơn. Đúng thế, ngày nào Kim Nhân Phượng chưa chết thì ngày đó hắn vẫn còn đe dọa tới Đồ Sơn. Nhưng Đồ Sơn không thể nơm nớp lo sợ, vì hắn mà ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường. Nếu vậy thì có thể cho cả ta tham gia vào việc chuẩn bị không? Dù gì ta cũng đã ở Đồ Sơn nhiều năm nay, với lại đề phòng Kim Nhân Phượng cũng là bổn phận của ta. Nếu người có lòng thì đi hỗ trợ Nhã Nhã và Dung Dung đi. Dân. Đêm khuya rồi, nếu người không còn việc gì thì về đi. Tham kiến Yêu Tôn. Ở chợ nhân tộc, ngươi thua rồi à? Kim mẫu nhất thời sơ suất nên thất bại. Còn nhớ hồi mới hợp tác với ngươi ta đã nói những gì không? Ba cơ hội, ngươi đã mất đi một. Tiệc kết duyên ở Đồ Sơn sắp diễn ra, ta muốn ngươi đi làm giúp ta một việc. Việc này e là không dễ đâu. Nói vậy là Kim Trang chủ không hoàn thành được hả? Kim Mộ nhất định sẽ dốc hết sức mình. Chỉ có điều Đồ Sơn Hồng Hồng có hiệu lực cao cường, ta lo là... Yên tâm, ta sẽ tự có cách đối phó với cô ta. Nhưng nói ra thì nhược điểm của cô ta có gắn liền với Sơn Trang thần hỏa của ngươi đó. Tiệc kết duyên.